nguyên cục đá, nó ướp lạnh nguyên cục đá, mình ngâm với cục đào mình không. Đã. Bạn tưởng là đem chú quay gà, không ướp đá, khi mua mình nó vừa về đậu mà nhầm đổ rồi nguyên cục đá luôn thì bá lửa, đậu mà lấy gì? Ngâm chừng nào xong. Xả nãy giờ. Quay gà nhìn chú à. Nhìn chú à, nhìn chú với chú bên kia đó, nhìn kìa, nhìn đây nè, nhìn đây nè, tôi biết, mà nhưng mà tôi muốn xả từ từ, không hiểu không? Thôi được rồi, thôi để bữa hai ăn thì đủ rồi, hai ăn. Thôi bữa làm đi, nguyên cục đá nó ướp lạnh nguyên cục đá mình ngâm với cục đào mà không. Đã. Bạn tưởng là đem chú quay gà, không ướp đá, khi mua mình nó vừa về đậu mà nhầm đổ rồi nguyên cục đá luôn thì bá lửa, đậu mà lấy gì? Ngâm chừng nào xong. Xả nãy giờ. Quay gà nhìn chú à, nhìn chú với chú bên kia đó, nhìn đây nè, nhìn đây nè. Tôi biết. Đậu mà nhưng mà tôi muốn xả từ từ, không hiểu không? Thôi được rồi, thôi để bữa hai ăn thì đủ rồi, hai ăn. Thôi bữa làm đi, nguyên cục đá nó ướp lạnh nguyên cục đá mình ngâm với cục đào mà không. Đã. Bạn tưởng là đem chú quay gà, không ướp đá, khi mua mình nó vừa về đậu mà nhầm đổ rồi nguyên cục đá luôn thì bá lửa, đậu mà lấy gì? Ngâm chừng nào xong. Xả nãy giờ. Quay gà nhìn chú à. Nhìn chú với chú bên kia đó, nhìn đây nè, tôi biết, đậu mà nhưng mà tôi muốn xả từ từ, không hiểu không? Thôi được rồi, thôi để bữa hai ăn thì đủ rồi, hai ăn, thôi bữa làm đi.